Vu Online là một trong những trò chơi nhập vai trực tuyến nhiều người chơi, MMORPG kinh điển và hấp dẫn nhất từng được phát triển. Ra mắt lần đầu vào năm 2001 bởi công ty Webgen của Hàn Quốc, Vu Online đã nhanh chóng trở thành một hiện tượng toàn cầu, thu hút hàng triệu người chơi trên khắp thế giới. Trò chơi đặt người chơi vào một thế giới huyền bí, nơi họ có thể chọn lựa giữa các lớp nhân vật khác nhau như chiến binh, Dark Knight, Pháp sư Dark Wizard và tiên nữ Eo, mỗi lớp nhân vật có những kỹ năng và nhiệm vụ đặc trưng riêng biệt. Vậy trong Mu Hero Online.vn có gì? Đặc điểm nổi bật trong Mu Hero: thế giới mở rộng lớn. Mu Hero cung cấp một thế giới ảo rộng lớn với nhiều khu vực, từ đồng bằng, rừng rậm đến các lâu đài, ma quái. Mỗi khu vực đều chứa đựng những thách thức và bí mật đang chờ được khám phá. Hệ thống nhân vật đa dạng, người chơi có thể phát triển nhân vật của mình qua nhiều cấp độ, mở khóa các kỹ năng mới và trang bị mạnh mẽ để đối đầu với những thử thách ngày càng khó khăn. Cộng đồng sôi động, Mu Hero có một cộng đồng người chơi đông đảo và năng động, với các sự kiện cộng đồng được tổ chức thường xuyên, tạo điều kiện cho người chơi giao lưu, kết bạn và cùng nhau khám phá thế giới của Mu. PvP và Guild Wars, trò chơi cung cấp các chế độ PvP, người chơi đấu với người chơi và Guild Wars chiến tranh giữa các bang hội, nơi người chơi có thể thể hiện kỹ năng và chiến thuật của mình. Tại sao Mu Hero vẫn được yêu thích? Dù đã ra đời từ lâu, Mu Hero vẫn giữ được sức hút của mình nhờ vào lối chơi nhập vai cổ điển, đồ họa đẹp mắt và cập nhật liên tục, cùng với đó là cảm giác hoài niệm mà nó mang lại cho những người chơi từ những ngày đầu. Trò chơi này không chỉ là một phần của tuổi thơ của nhiều game thủ, mà còn tiếp tục thu hút các thế hệ người chơi mới nhờ vào sự phát triển không ngừng và cộng đồng người chơi đầy tích cực. Mu Hero là một hành trình không bao giờ kết thúc, một thế giới mà ở đó mỗi người chơi có thể tạo ra câu chuyện của riêng mình, khám phá, chiến đấu và trở thành huyền thoại.